Một số mẹo chơi Richter vào mùa 24 các bạn cần phải biết. Trước tiên các bạn hãy giữ cho mình đó là cái nội tại ở kiếm sông. Khi các bạn có nội tại kiếm sông rồi, các bạn hãy di chuyển vào bụi cỏ và đường đất, sau đó là bụi cỏ ở cái map mùa 24 này. Thì khi các bạn di chuyển như vậy, nó sẽ chưa kịp thời gian để thay đổi môi trường, thành ra là các bạn sẽ vẫn có kiếm sông nha các bạn nha. Đó, như mình làm này, tiếp cận đối phương cực kỳ nhanh và cực kỳ xa luôn, cộng thêm một cái tốc biến để nội tại kiếm sông được xa tầm nhất. Đó, bắt vào tướng địch chưa bao giờ đơn giản như vậy. Chúc các bạn thành công.